Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình, Mia Thanh SG đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Plan Red Zombie 2 nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ vào thôi nào. Thì mình đang đi trồng thêm cây đây. Và mình sẽ sử dụng năng lượng của một số cây để trong chơi trong cái màn này. Và mình sẽ dùng cái cây nào đây? Chúng ta cứ dùng tất đi. Và để vào trong kia thì xem không biết là cái nào nó có hiệu quả. Thì nó sẽ dùng cây đó. Mình có thể sử dụng cái Infinus này cũng hay này. Cái cây này thì có khả năng là kéo xuống dưới. Chúng ta kéo con mạnh nhất theo hàng đấy xuống dưới. Xuống dưới đất rồi nó chết luôn. Mình sẽ dùng cây nào bây giờ? Cái này có thể khả năng chống lại cái bọn ấy, bọn gà. Và mình đang chơi ở cái màn, hiện tại thì mình đang chơi ở cái màn gọi là miền Tây hoang dã ngày thứ 26. Có vẻ như rất là khó để chơi cái màn này đây. Mình khá là ghét cái này. Chúng ta đối được cả boss, cả cái con này nữa này. Không hề đơn giản một chút nào cả. Chúng ta hãy chọn cây Sunflower này được búp này. Chúng ta sẽ chọn thêm cây Infinus này. Chúng ta sẽ tạo được một bức tường nữa. Chúng ta sẽ có cây này cũng khá khỏe trong cái trường hợp như thế này. Mình sẽ dùng hệ thống hàng phòng thủ Chakra ở phía trước, Lava Wova thêm phía sau. Chắc mình sẽ cần thêm cái con lightning ấy, con giật điện ấy nhờ. Đây, ví dụ con này chẳng hạn này. Ok. Tiếp theo ra trồng cây gì đây? Nó có cả con này cơ. Có cả con này thì hơi ngại nhờ. Không biết sẽ dùng cái gì để có thể đánh được nó đây. Chúng ta sẽ con này thì mình dùng thêm một cây đi. Chúng ta sẽ dùng thêm cây gì đây? Cây không đồng này. Được. Và bắt đầu là trồng thôi anh em. Nó sẽ cho mình rất là nhiều năng lượng ở đây nên chúng ta thoải mái mà trồng đi. Rồi, quá ngon luôn, tuyệt vời. Tiếp tục vào trồng lên. Rồi, chúng ta có thêm cái cây này, Infinus này cũng khá tốt này. Mình sẽ trồng luôn ở phía trên này, cho nó khỏi đi luôn. Đó, như thế này trước. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu là đặt đây và giật điện thôi. Nhanh nào anh em. Bắn luôn, đã thấy bắn luôn này. Giật điện này anh em. Có cái gì giật điện luôn. Đó, như thế này đây. Vào đây. Vào đây anh em. Cho nó mày chết luôn đi. Chúng ta trồng thêm nhiều cái này đi. Cái này để chúng ta chặn lại cái bọn tiếp mình sẽ chặn lại cái bọn gì nhỉ. Đây mình sẽ thêm một cái lớp giáp nữa nhá. Thêm một lớp giáp nữa này. Chẳng phải sợ. Cái này đáng lẽ cũng không cần thiết cho lắm. Thật sự như vậy. Bắn nó. Rồi. Chúng ta còn thêm rất là nhiều lớp nữa. Thêm nào, thêm săn nào anh em. Phía trên này nó vẫn đang bắn anh em ạ. Mình sẽ cho nó mất cái đầu đi. Rồi, hay lắm. Tuyệt vời, chúng ta sẽ đặt thêm từ từ. Sấm sét đâu rồi? Wow. Lava Wova đâu rồi? Lên nào. Không cho nó vào chứ. Quyết tâm không cho nó vào. Ôi trời, vào nhanh thế. Bắn luôn. Không cho nó vào mà. Quyết tâm không cho nó vào mà anh em. Cố lên nào. Chúng ta đang cố gắng đặt Lava Wova này. Ok man. Cho này ra ngoài. Không cho nó vào trong. Dĩ nhiên như vậy rồi. Infinus đâu rồi? Cái Infinus rồi anh em. Thiết lập cái hàng phòng ngự của chúng ta ở đây. Rồi chúng ta sẽ bắn nó luôn vào ngay. Gà kìa. Gà này này thì gà này. Gà thì gà này. Vào đây. Để là ăn được không ấy mới là chuyện quan trọng. Rồi. Đây mới là turn chưa phải turn cuối cùng. Bắt đầu nó ăn khỏe quá ấy. Nhờ có phải ăn khỏe quá này. Đây thì khỏe này. Khỏe này. Từ từ thôi. Chúng ta sẽ cho ra ngoài. Cho ra ngoài luôn như thế này. Chúng ta cần thêm các loại sunflower các kiểu. Chết. Đẩy lùi. Đúng là như vậy đấy. Chết tôi rồi. Nó sẽ tấn công từ phía sau luôn kìa. Xác định rồi. Lava Wova đâu rồi? Lava Wova. Tốt. Chúng ta sẽ có thể đẩy lùi nó ra được. Ra ngoài. Ra phía ngoài đi. Mình tạo ra một cái Infinus. Một cái lớp giáp của chúng ta. Như thế này trước. Chúng ta tiếp tục là trồng thêm cây này. Để có thể thêm được săn này. Và để có thể giết được nó anh em ạ. Ok. Trời ơi. Chỗ này nó khỏe quá. Đánh sao bây giờ? Bay ra ngoài mau, bay ra ngoài mau. Mình tiếp tục là trồng thêm cái cây này để tạo thêm sun cho chúng ta.
Bắt đầu giật sét này. Giật sét này đẩy lùi. Đó, và cuối cùng nó cũng sẽ chết thôi. Ok, thêm cái này đây nữa. Chạy đi đâu em? Chạy đi đâu em? Chạy đi đâu em? Lava Wuva. Wow, một cái màn rất là khó, nhưng mà chúng ta đã cố gắng là vượt qua được cái màn này. Và mình sẽ được thêm một cái đầu lâu của cái con gì đây? Đây là đầu lâu của zombie, gọi là cao bồi, cướp biển hay gì đấy. Khá đẹp. Rồi chúng ta sẽ vào phía trong luôn đi. Và mình sẽ thắng được trận này thì mình sẽ được thưởng thêm khá nhiều vàng. Cũng 100 vàng thôi, cũng không nhiều lắm. Thêm 3 cái cây chili này, cây ớt này, cái winter, cái cây dưa hấu băng nữa. Đây là một trong những cửa khó của cái màn màn này. Và mình cần trồng rất là nhiều cây để có thể dùng được ở đấy. Thì mình sẽ tiếp tục là trồng thêm các loại cây trong này đi. Chết rồi. Cửa này phải bảo vệ à, từ từ nha. Cửa này khó quá. Có vẻ như rất rất khó đây, từ từ. Chắc là chúng ta sẽ ra ngoài, mình sẽ cần phải nâng cấp thêm các loại cây khác đi thì mới có thể là chơi được cái màn này. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ cần là trồng cây đã. Cái trồng cây rất quan trọng đối với chúng ta đấy. Phải nói như vậy. Đó, chúng ta dùng 3 cây trong cái màn lần này. Ok, tốt. Và bây giờ sẽ dùng cây nào đây? Chúng ta sẽ có thể dùng được cái cây nào ở trong trường hợp này. Cây này bắn giật lùi này. Mình không được phép dùng, mình không được phép chọn ở trong phần trường hợp này. Chúng ta sẽ nâng cấp cây lên. Mình sẽ nâng cấp cây gì đây? À đây, nâng cấp cây này này. Nó sẽ có ở trong cái kia cây, cái này là cây Pier Post. Và mình có thể sử dụng được ở trong cái màn tiếp theo ở đây. Cây này thì không thể nào mà tăng lên được nữa. Cấp độ tối đa rồi. Có dùng cây nào nữa không? Mấy cái này đều mua bằng tiền hết này. Mìn này. Rồi mình sẽ tiếp tục vào chơi cái màn tiếp theo. Và chúng ta đang tưới cho cái cây này. Chúng ta sẽ cho cây này đi. Cây này hay phết nhỉ. Cái này cây tonus. Cái này để ngăn chặn được mấy cái con bò ấy. Mấy con bò mà nó lao tới nó húc. Xong nó đẩy cái thằng bé bé ở phía trên lưng nó ấy, bay qua cái bức tường mình ấy. Thì cái này sẽ chặn lại. Chúng ta sẽ chơi tiếp tục thôi. Nào vào đây, mình có cái ớt này. Chúng ta bảo vệ cái hàng này cơ à? Chết tôi rồi, làm sao bây giờ? Mình sẽ đặt như thế này trước. Chúng ta phải nhanh tay thôi, không cách nào khác là phải nhanh tay thôi. Ok man, bắn nó luôn đi. Chúng ta sẽ bắn nó luôn. Mình sẽ đặt bảo vệ ở đâu đó bên này đã. Tí sau đó có hai hàng bảo vệ này đã. Ok man, nào nào nào, bây giờ bắn nó đi. Bây giờ bắn nó đi thôi. Tốt nhất là cứ bắn đi. Phải thật nhanh nhá, phải thật nhanh trước khi là nó vào được. Chúng ta nó vào được rồi này. Nhanh vậy. Bây giờ làm nào đấy? Không có cây nào ạ. Chết rồi. May thế, mình vẫn có thể sử dụng kịp cái này để có thể là tạo một cái lớp giáp phòng thủ cho chúng ta. Tốt. Chúng ta cần bắn hết cái này đi ạ. Tính sau, như thế này đã. Ok man, đặt như thế này trước để nó ăn đi đã. Đông thế nhờ, làm sao mà có thể là bắn được nó đây. Mắc khó luôn. Xuống dưới đã. Chúng ta sẽ cần tạo thêm một số cái bắn nó chết đi. Chỗ nào nó có con này ăn này. Ăn đi em. Khó chịu phết nhờ. Làm sao mà có thể bắn được nó đây. Chặn nó lại. Bao giờ hết tường cái chặn nó lại luôn nhá. Ở đây. Ở chỗ nào nữa đây. Chỗ này đi. Nó bắt đầu ăn rồi phía dưới kìa. Chạy ra để nó đi đã. Xong. Đây rồi, chúng ta sẽ có thể đặt thêm ở phía này. Và bắt đầu là bắn nó. Lên trên. Bắn luôn. Ôi chết tôi rồi. Nhanh quá. Còn không kịp làm gì cơ. Khó phết nhờ, cái này phải vừa nhanh tay xong rồi phải quan sát. Không hề dễ dàng một chút nào cả. Được rồi, mình sẽ chơi lại đi. Nó vào nhanh quá, phải nói vào nhanh quá. Cái hàng hoa nó ngay sát ở trên đầu này thì làm sao mà chơi được đây. Mắc khó luôn. Còn chưa đấu boss cơ. Tiện đấu boss nữa thì còn kinh khủng như nào. Rồi, đặt như thế này đã trước đã. Đặt được hai bên này.
Đặt đây cái này, đặt lên luôn. Rồi cho lên phát 2 cây, bắt đầu bắn luôn đi. Ở giữa này, ở giữa mới là nguy hiểm. Chết rồi, nhầm rồi. Phía trên đấy anh em, chỗ này chưa có cái bất kỳ cái gì cả. Đặt lên luôn. Ở phía này đặt lên luôn, cho nó ăn đi. Xong. Đặt lên phía này luôn này. Ok man. Bảo vệ cho sẽ bảo vệ nó. Bảo vệ mấy cái hàng này ngay và luôn. Tốt, như thế này đi, bắn này trước đã. Tập trung hỏa lực. Cái này ăn xong nó sẽ chết đúng không? Phía dưới này. Chú đang cố gắng hết sức để có thể là chiến được cái này. Tốt, sẽ chặn nó lại. Ai chà chà. Có một vấn đề là chúng ta cái chuẩn bị hút này anh em. Hút bằng mắt. Cố lên nào anh em. Lên. Bắn thôi. Tập trung. Cho nó ăn cái này đi. Hy vọng nó sẽ ăn cái này. Có thể bắn được cái này thì bắn này. Nó có ăn đích đâu. Rồi ôi. Khá là mệt ở đây. Tập trung năng lượng ở đây để bắn nó đã. Ok. Chúng ta sẽ hút được chưa? Nó hút được chưa ta? Chưa hút được đâu. Dưới này thì không có bất kỳ một cái gì cả. Dừng lại. Chết tôi rồi, làm sao có thể bắn được cái này đây? Ăn cái này đi. Ô. Oh. Nó sắp tiến tới được cái hàng này rồi anh em ơi. Trời ơi, khó chịu nhờ, thực sự rất khó chịu luôn. Mình bị mất một cái cây ở đây rồi. Vào đây này. Tập trung, mình còn không có chỗ để mà bắn cơ ấy. Mệt thật, thật sự là khó. Khó chơi này, để ăn lại đã. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, cho lên trên. Phá hủy cái giữa này, phá hủy cái giữa trước. Phá hủy cái này luôn này. Bắt đầu đặt lên, bắt đầu bắn nó. Phía trên này không có cái bất kỳ cái gì bảo vệ đâu ấy. Nào. Cho nó ăn cái này đi. Mình còn không có thời gian để cho nó. Đừng có đập nhá. Ok, dồn đam này. Chúng ta dồn đam lên đây trước. Cần phải bảo vệ đã. Đánh thì đánh đi. Lên này. Tập trung năng lượng này, bắn luôn. Đây. Tốt. Cố gắng bảo vệ cái này đi. Cho nên không có cái gì đấy. Bắn luôn đi. Xong ngay. May quá, chúng ta đã vượt qua cái cửa này rồi. Khó khăn. Không hề đơn giản một chút nào cả. Ôi. Cửa này khó nhờ. Và chúng ta xong được cái cửa 27 của cái màn WinWest rồi. Mình đang có 15.000 tiền. Và chúng ta sẽ chuyển qua chơi cái phần là Pinata Party nha. Tiếp tục là trồng thêm cây. Trồng thật nhiều cây vào. Chúng ta sẽ chuyển sang cái màn số 28. Và mình sẽ chơi cái phần event Pinata Party đi. Cái này vừa phải nhanh tay, vừa phải quan sát. Nói chung là rất nhiều thứ. Nó lại mở cái hộp này rồi. Infinite nút gì đấy. Ok. Một lớp giáp bảo vệ. Chúng ta sẽ đặt nó ở đâu đây? Mình sẽ đặt nó ở đây đi. Cứ tạm thời đặt thì đã. Có cây gái đặt luôn. Đây này vẫn còn là wasabi này. Wasabi này. Ok man. Đập nó nào. Có nhiều lắm nhá. Có nhiều zombie lắm nhá. Chỗ nào đây? Trên. Chúng ta sẽ biết ưu tiên được cái chỗ nào nó khỏe hơn thì ta sẽ đặt. Ví dụ như này chẳng hạn. Cố lên nào. Ok. Lớp giáp, đúng rồi, chúng ta có lớp giáp bảo vệ. Chắc chắn là cần lớp giáp rồi. Ở đây sẽ cần này. Rồi. Thích thêm lớp giáp nữa không? Thích thêm cái lớp bảo vệ nữa không? Chúng ta sẽ chuẩn bị cho ăn lớp bảo vệ luôn này. Vào đây. Bảo vệ lần thứ hai. Nhìn chung nó khá đơn giản. Chúng ta có cái Infinus rồi. Quá ngon rồi. Không có gì để nói nữa. Ở đây có mỗi một cây này. Đã phải đến đây 2 cây chứ. Tại vì cái này là lâu lắm. Ai chà, đánh bao giờ mới xong được đây.
sắp lớp mất cái lớp giáp chưa? Chưa. Đập mãi còn chưa chết nổi cái này này. Mình phải có cái năng lượng cam này cơ thì mới ăn thua. Nó đánh cả ngày à? Chết, may quá. Chúng ta vẫn thắng được. Và mình sẽ được thưởng thêm, đó chính là 1000 coin, cũng như là thêm cây lê gai, cây Primer Nuts. Chú ai chơi thêm một trận nữa đi, được thêm thêm tiền đi. Sau đó thì mình sẽ chuyển qua phần Battle Z nha. Hiện tại thì Battle Z của mình thì vẫn đang đứng ở vị trí thứ hai. Cái thằng đứng đầu tiên nó đang được hơn 100 cái vương miện. Và chưa biết làm thế nào để có thể là vượt qua nó đây. Cái game này hay phết nhỉ, nhìn đồ họa rất đẹp. Hôm qua mình cũng đã bảo cho anh em xem đấy. Đây là cái tựa game chiến thuật. Nhưng đồ họa nó đẹp quá. Khá là giống với một cái tựa game trên PC. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua cái màn tiếp theo nhá. Đây, vẫn là màn này thôi. Nhìn chung thì chúng ta sẽ có một cái Infinus thì có thể bảo vệ được toàn bộ người chơi ở đây. Nói chung là thế. Chúng ta sẽ có thêm 3 cây trước này, 3-4 cây. Ok, ta có Infinus ở phía này, từ từ. Ok, để đặt đâu đây? Đặt nó chỗ nào ta? Rồi, mình đã có thể đặt được như thế này trước. Có thể ra xong được một cái hàng đấy. Hay, mình đã có cái lớp giáp bảo vệ rồi. Không phải sợ nữa rồi. Man, bây giờ vào đi. Chúng ta sẽ xem chỗ nào là nó có những con gì và mình sẽ đặt nó luôn như thế này. Ở đây này. Chúng ta sẽ nên đặt ở những cái chỗ mà có những cái con này trước. Phía này đi. Phía này đi. Cho nên đặt là nó tản ra. Đó, phía này là rất là khỏe này. Không hề đơn giản một chút nào. Cạp cái gì mà cạp, cạp cái gì mà cạp. Đây này, hai cái cửa cuối cùng là rất là khỏe. Nó rất là trâu bò luôn. Nhưng mà cái hỏa lực của mình rất là mạnh. Phải nói như vậy. Bắn này. Nó phải tới tiến một bước nữa cơ thì chúng ta mới có thể là dùng hỏa lực được. Đó, như vậy đấy. Chuẩn bài đấy. Đó là sẽ xoay luôn. Xoay. Chết thật nhanh thôi. Cho nó ăn đi, thoải mái đi. Mà không kịp ăn xong cơ. Cái cây này đã hạ rồi. Wasabi. Chúng sẽ mở cái này ra. Con ếch. 4000 coin ở đâu em? Có 1500. 4000 coin nó cây cậy cây lê gai kìa. Hơi đen ra. Và mình sẽ đi tiếp tục đi trong siêu thị xem để hôm nay ta sẽ có thể mua được thêm cái năng lượng của cây gì mới không, để về nâng cấp cho tất cả cây của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái thời trang giá 3k, khá là rẻ, của cây ngô. Bây giờ sẽ đổi sang ở đây. Wow, ngon. 5000 này. Tốt quá. Nó cho 20 cái năng lượng sấm sét của cây Manflower. Ui, 200 thì chúng ta mới có thể lên được kìa. Wow. Bây giờ mình sẽ cần dồn thêm một ít tiền, dồn 100 game để mua cái Jurassic Mask này, để nó sẽ cho mình cây Primer Potato. Chúng ta sẽ hoàn thành xong các cái quest ở đây. Mình đã thưởng thêm game, tích góp thêm 100 game nữa rồi. Bây giờ game cũng chẳng để làm gì, chỉ để mua các cái gói pack chứa năng lượng nâng cấp cho cây thôi. Chúng ta quay trở ra và mình sẽ chơi ở cái màn Battle Z đi. Mình sẽ cần chơi thắng khoảng 2 trận nữa. Ở phía này chúng ta sẽ chơi thắng khoảng 2 trận nữa để có thể kiếm được 2500. 3 trận là kiếm thêm được một cái 5 sao, ngôi sao 6 cánh. Ngôi sao 6 cánh. Chiến thuật thì cũng không gì thay đổi thôi. Chiến thuật này chính là tốt nhất rồi. Chiến thuật với giá trị là 696.000. Rất là trâu bò. 1, 2, 3. Wow, cái khả năng nâng lên này. Tốt, quá ngon. Level 4 rồi, hay lắm. Shrinking, Violet. Thu nhỏ lại được rồi. Ngon, regen này, đan hồi này. Ok, quá hay, tuyệt vời. Và chúng ta sẽ chọn cây cái nào ta, quên mất tiêu rồi. 1A, cây Chagua đúng không? Chagua cũng rất cần thiết trong này đấy. Đây rồi, hiện tại nó là level 2 thôi. Mấy kia thì tạm được.
chúng ta sẽ bắt đầu là trồng và chơi thôi. Thắng khoảng 3 trận nữa là ta sẽ được thêm một cái mới. Bắn luôn vào ngay Jaguar 3 cây ở phía trên. Gần quá. Đi ra phải để cho nó thở tí chứ. Đây này. Thu nhỏ level 4 rồi nha. Châu bò đấy. Lên đấy anh em. Cố gắng thắng trận này nào. Năng lượng, năng lượng, năng lượng, năng lượng, năng lượng. Tốt. Ok, ấn nhầm cây. Ấn nhầm cây. Yes. Vào đây. Thu nhỏ dành cho những cái con ví dụ như thế này chẳng hạn này. Ok man. Tập trung, tập trung, tập trung, tập trung, tập trung. Tập trung. Trồng tối đa nào. Không nổ à? Nó không nổ à ta? Nổ đi chứ. Nổ đi chứ thì mình còn đổi sang cái cây mới chứ. Chết hết. Tốt. Và chúng ta sẽ có thêm cái Jaguar ở đây. Bắt đầu là cho thu nhỏ trở lại. Thu nhỏ tất cả những cái cây to như thế này này. À, này. Cho nó nổ đi, chuẩn bị cho nó nổ đi anh em. Mình hết cái ở đây rồi đấy. Chết mày đi này. Ok man, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Nó có khá nhiều cái kia thu nhỏ tất cả cái này lại luôn này. Chết đi, chết đi, chết đi. Mình đã hết cái phía trên rồi nhá. Bây giờ làm nào đây? Chúng ta hết sạch cái phía trên rồi này. Đừng để nó vào, đừng để nó vào, đừng để nó vào, đừng để nó vào. Nó đã vào rồi đấy, nó bắt đầu vào rồi. Nó không bị thu nhỏ sao ta? Không bị thu nhỏ luôn. Mình thiếu cái Jaguar ở phía trên này. Nó hoàn toàn có thể vào đấy. Chết to, chết to, chết to. Bây giờ là hết đấy rồi. Chúng ta thu nhỏ này vào. Thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ, thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại. Cố lên nào. Cố lên nào. Chúng ta cần thêm cái cây kia. Kích hoạt, kích hoạt, kích hoạt, kích hoạt. Rồi ôi, mất luôn một cây Legai rồi. Thế chứ nhở. Thu nhỏ lại nào anh em ơi. Cố lên nào. Đừng để thua. Thu nhỏ cấp 4 rồi đấy. Nó rất là khỏe đấy. Cố lên, cố lên. Lê gai. Mình cần thêm nhiều lê gai hơn nữa. Mình ghét mấy cái cây kia. Thu nhỏ nó lại, thu nhỏ lại. Thu nhỏ nó lại, thu nhỏ nó lại. Thu nhỏ nó lại này. Bắt đầu cho nổ đi, cho nổ đi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Mày, biến ra ngoài mau. Chết rồi. Cái thu nhỏ sẽ để đấy ra. Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm lẫn rồi. Nhưng mà hết sạch năng lượng rồi anh em. Bây giờ làm gì đây? Bây giờ làm gì bây giờ? Nó bắt đầu tấn công vào đây mạnh quá. Tấn công thật sự rất là mạnh. Rất là trâu bò. Thu nhỏ lại nào. Thu nhỏ lại nào anh em. Thêm năng lượng này. Thêm năng lượng. Có được hơn 500 thôi. Tệ quá nhở. Hơn 500 thì hơi tệ ra. Thật sự hơi tệ. Hôm qua được có 600 bao nhiêu cơ. Mình dùng cái đạn nổ của mình nó hơi kém. Cái mìn ấy, cái mìn khoai tây hơi kém. 570.000. Không qua được 696.000 cơ. Thì level 4 này, level 4 con này mình. Nó có trà cua ô. Nhưng mà vấn đề nó không cây thu nhỏ. Cây thu nhỏ level 4 cơ, bá cháy. Wow. Và mình sẽ giành được thêm 2 viên kẹo nữa này. Tổng cộng là 2 viên kẹo nha. Ok, thì chúng ta sẽ kêu tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Plan vs Zombie 2. Bye bye.